Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 244. Chương 2431, truyền thống dòng họ Inmerais, 5. Neo trầm mặt không nói lời nào. Thầm nghĩ, nhị. Không thể bước lên hỏi, không thể cho cậu ta cơ hội này, không thể cho cậu ta cơ hội này. Giống như là sau khi thi xong, không thể đi hỏi người học giỏi nhất lớp thi ra sao, một khi ngươi hỏi, vậy thì hãy chuẩn bị để hắn biểu diễn cho ngươi xem đi. Philomena đứng cũng rất gần, khi những người khác đi tới, cô mở miệng trước hỏi, bộ trưởng, ai? Thế nào rồi? Lỗ tai của Neo lúc này dựng lên. Karen cười cười, trả lời, rất tốt. Ngay sau đó, Karen cúi người, bế PALL từ trong ngực Connor lên, lại thuận tiện sờ lên đầu Connor. Dùng mu bàn chân, cọ sát Kevin còn đang co giật. Con chó vàng trong nháy mắt run rẩy càng dữ dội hơn, nếu như không phải cố nén, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà bài tiết. Bởi vì trong đầu của nó, tất cả đều là hình ảnh thần trật tự đời trước đang dùng mu bàn chân cọ vào người mình, thật là hù chó sợ đến mức tiểu ra. Nó biết, mình cần thiết lập lại tâm lý và nhận thức, nếu không ngày tháng sau này cũng không thể nào sống nữa. Lúc này Anfet không có bước lên trước, mà là đang tiếp tục chuyên chú vẽ tranh, bên trong miệng còn ngân nga một bài ca dao nào đó. Hắn phải phối hợp vào không khí. Karen cũng không miêu tả quá nhiều về tình trạng cơ thể của mình lúc này, mà là hướng ánh mắt về phía trên quan tài. Hiện nay, sau khi mình đã thanh tẩy trở thành thần bộc thành công, trong cơ thể lại có được năng lượng linh tính, như vậy, đã đến lúc cho những người trong quan tài có cuộc sống thứ hai. Chỉ có một chuyện còn không rõ ràng, năng lực của mình bây giờ, sau một lần bổ sung năng lượng, có thể để cho bọn họ duy trì trạng thái trong bao lâu. Hy vọng thời gian có thể càng lâu càng tốt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hy vọng xa vời một hơi thì có thể đạt tới mức độ của thần trật tự với 12 kỵ sĩ trật tự. Bá tước Rika một khi tỉnh lại, cái trang viên có trận pháp cao cấp phòng ngự này sẽ có được một người trấn giữ. Về phần lão Saman, đây chính là một vị kỹ thuật viên cấp cao. Chỉ cần ông ta tỉnh dậy, thì tuyệt đối có vô số nơi cần ông ta. Đây là hai nguồn trợ giúp tuyệt hảo. Mặt khác, vị phu nhân ở dưới đáy biển đã đặt trước quan tài kia cũng phải dành thời gian để vận chuyển trở về. Đây là lời hứa của mình trước đây với bà ta. Về phần hài cốt của vị đại pháp sư vong linh vận chuyển về từ địa huyệt thần giáo, Karen vẫn không có ý định vội vàng thức tỉnh bà ta. Đợi đến thời khắc tất yếu rồi nói sau, bởi vì người phụ nữ kia năm xưa từng là một thành viên trong đội của đại tế tự, hành động của bà ta sẽ mang đến biến số rất khó lường. Khởi đầu mới đã bắt đầu, trong tình huống cục diện đều đang tốt đẹp, Karen thật sự không nguyện ý mạo hiểm. Anfet, có, thiếu gia. Anfet buông xuống bút vẽ, đi tới trước mặt Karen. Ta cần khoảng một ngày để nghỉ ngơi một chút, một ngày sau, ta sẽ thử thức tỉnh bá tước Rika và lão Saman, ngươi dẫn người đi chuẩn bị trước đi. Vâng, thiếu gia. Karen ôm PALL, đi về hướng lối ra khán thính phòng. Ventura nghi ngờ nói, thế nhưng mà chúng ta cần phải chuẩn bị gì? Bởi vì, cái chuyện thức tỉnh này, không phải chỉ cần một mình bộ trưởng là đã xong rồi sao? Anfet nhìn thoáng qua Ventura, trả lời, ví như một bữa tiệc mừng sinh nhật, bởi vì sau một ngày nữa là ngày họ được tái sinh. Ventura giật mình, vậy thì đúng là cần chuẩn bị sẵn sàng, làm một cái bánh gato lớn, bà nội ta dành chuyện này nhất. Cậu có thể đón ông bà nội của mình đến. Anfet nói, thật sự, có thể sao? Trang viên này đã đủ an toàn, hai ông bà ở chỗ này dưỡng lão, cũng cực kỳ thích hợp, về sau lúc cậu ở bên ngoài làm việc, cũng không có gì phải lo lắng, đúng không? Anfet lại nhìn khắp bốn phía, nói, mọi người đêm nay trở về nhớ viết một bài nói về những gì mình tâm đắc sau khi quan sát chuyện hôm nay. Ta tin tưởng mọi người đều trải nghiệm rất sâu. Trong hội giao lưu học tập lần tiếp theo, ta muốn mỗi một người bước lên bục mà chia sẻ, nhất định phải làm thật tốt, ở trong tân ánh sáng trật tự, nói không chừng sẽ trích dẫn một đoạn nào đó. Vâng, ngài Anfet. Được rồi, ngài Anfet. Thứ quỷ gì? Mẹ nó, ta thật sự là không nhịn được nữa. Neo chặn đường Karen lại, này, chỉ đơn giản như vậy mà đi à? Karen nhẹ gật đầu, ta cho rằng giữa hai người chúng ta cũng không cần nói lời cảm ơn. Lúc trước ngài nợ ta rất nhiều bí mật, bây giờ ta nợ ngài rất nhiều ân tình.
yên tâm, ta đều nhớ kỹ. Ha ha ha, Neo cười khan vài tiếng, sau đó đưa tay nắm lấy cổ áo Karen, đưa mặt mình đến trước mặt Karen. Vậy thì gần đây ta vừa lĩnh ngộ mấy chiêu thức mới, cảm thấy ta có chút ngứa tay, hay là chúng ta bây giờ đi luận bàn chiêu thức một chút? Tốt. Vẻ mặt của Neo trong nháy mắt thay đổi, cổ ngửa ra sau, kéo dài khoảng cách với Karen, tay chỉ vào mặt Karen, không dám tin nói, mẹ nó. Nói cách khác, bây giờ cảnh giới của cậu là thần bộc nhưng sức mạnh có khả năng sử dụng đã tương đương với lúc phán quyết quan trước đây rồi à? Ta có nói như vậy sao? À, chả nhẽ ta không hiểu rõ cậu à, nếu cậu không khôi phục lại thực lực bằng trình độ lúc trước, cậu tuyệt đối không có khả năng đáp ứng mà đánh nhau với ta. À, là vậy sao? Cho nên bây giờ cậu rốt cuộc là cái trình độ gì, ngài bộ trưởng thần bộc? Mặc dù đã mất đi rất nhiều thứ, còn không lấy lại về, có vài thứ muốn lấy cũng tạm thời không có cách nào lấy được. Nhưng ta cảm giác bản thân mình, năng lượng linh tính tích lũy trong cơ thể và năng lực ta có thể sử dụng trong chiến đấu, không kém bao nhiêu với lúc ta là phán quyết quan. Khuyết điểm chính là, trước mắt chỉ có thể sử dụng thuật pháp trật tự, hơi có vẻ đơn điệu. Cái gì? Neo mở to hai mắt nhìn, nếu như là thần bộc mà cậu cũng có được sức mạnh như vậy, vậy mục tiêu về sau, mẹ nó, rốt cuộc phải kinh khủng đến cỡ nào? Karen suy tư một chút, trả lời, mục tiêu của ta không cao, đủ là tốt. Ví như, dựa theo truyền thống dòng họ, thẩm phán quan đi. Chương 2432, trật tự thức tỉnh, 1. Karen ngồi ở trước gương, tự mình bôi thuốc lên vết thương trên trán, sau đó tiến hành băng bó cẩn thận. Thuật trị liệu cũng đã thử dùng, nhưng không có hiệu quả gì, dù sao cũng là vết thương do ngón tay của thần ánh sáng tạo ra. Mang theo một sự ngang ngược để người ta có chút bất đắc dĩ, tựa như chỉ có thể lành lại với tốc độ của người bình thường. Còn về cái gì mà vaccine phòng bệnh cảm nhiễm uốn ván hay chó dại, Karen cảm thấy mình không cần đi lo lắng mấy thứ này, xem như giữ lại một phần tôn trọng đối với thần ánh sáng. Kẹt kẹt, Connor ôm PALL đi ra từ trong phòng tắm, cô bé vừa giúp PALL tắm rửa. Bản thân mình lúc ở trong khán thính phòng cũng đã mệt mỏi đến nỗi gần như tê liệt, nhưng sau khi trở lại phòng, vẫn phải kiên trì tuân theo quy củ trước khi lên giường nhất định phải tắm rửa. Sau khi đặt PALL lên trên gối, Connor nằm ngủ ở cuối giường, đầu gối lên hai tay của mình. Ngủ ở cuối giường không phải do ai ép buộc, mà là cô bé lúc đi ngủ thích lăn qua lăn lại, vừa lúc cuối giường nhiều khoảng trống, có thể để cho cô bé tự do phát huy. Karen đi vào phòng tắm, cố gắng để vết thương tránh nước mà tắm một lần, thay một bộ đồ ngủ màu đen rồi bước ra. Mặc dù anh đúng là đã dặn dò Anfet sẽ nghỉ ngơi một ngày, nhưng trên thực tế bản thân anh cũng không mệt mỏi, hấp thu nhiều như vậy, tinh thần của anh bây giờ có thể nói là vô cùng dồi dào. Ngồi xuống sau bàn đọc sách, lật ra cuốn sách thuật pháp thật dày ở trên bàn, mượn ánh sáng từ đèn bàn, Karen bắt đầu ôn tập thuật pháp trật tự. Xem một lần là mấy tiếng đồng hồ, thật sự đã rất lâu không có nghiêm túc đọc sách thuật pháp như vậy, quả nhiên tính thực dụng vẫn là động lực học tập tốt nhất. Nhẹ nhàng sờ lên cổ, Karen cầm quyển bút ký ở trên bàn lên, lật ra, phía trên là những thứ mình từng viết. Mặc dù Neo biểu thị ra sự kinh ngạc đối với thực lực thần bộc của mình, nhưng trên thực tế có một việc Karen không có nói cho Neo, không phải cố ý giấu giếm, mà do chỉ là một loại cảm giác. Mình vốn cho rằng làm lại từ đầu chính là thi lại bài kiểm tra đã từng làm, sau khi biết trước đề bài, chuẩn bị càng đầy đủ thì sẽ có kết quả tốt hơn lúc trước. Nhưng mà, sự thật hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình. Ngươi chuẩn bị mặc dù đầy đủ hơn, nhưng cấp độ khó, thật ra đã được tăng lên rất nhiều. Giống như là một đám trẻ con trong xóm lúc nhỏ cùng nhau chơi đùa, ngươi biết kể chuyện, ngươi có một kỹ năng nào đó để đám bạn nhỏ kia hâm mộ ngươi, khiến cho một cô bé sùng bái ngươi, nói với ngươi rằng sau khi lớn lên muốn làm vợ của ngươi. Chờ đến sau khi lớn lên, ngươi chắc chắn nhận thức nhiều thứ hơn so với lúc trẻ con, càng chững chạc và càng ưu tú hơn, nhưng cô bé kia cũng tương tự, sẽ không giống như lúc nhỏ mà bởi vì ngươi kể chuyện hay hoặc là có chút tài vật mà nguyện ý đáp ứng làm vợ của ngươi. Nhất là bây giờ, giai đoạn tiếp theo của thần bộc là thần khải, cần phải có được sự gợi mở từ thần. Nhưng mà vấn đề là lần trước mình có thể có cơ hội đi giao đấu với thần trật tự, đi phê phán thần khải của hắn, dùng thực tiễn để tự mình chứng minh thần khải của hắn là sai. Lời chỉ dẫn của ngươi là một sự lừa dối,
Nhưng bây giờ, mình đã đứng ở trên con đường quy tắc trật tự, mặc dù mình rất nhỏ bé, nhưng vị trí đã khác biệt. Cho nên, thần khải chẳng phải là tự mình làm thần khải cho chính mình. Sự nhận thức và lý giải giữa người ra đề và người làm bài về kiến thức thường thường có sự chênh lệch rất lớn. Karen vốn có dự định dứt khoát tiến hành thần bộc, sau đó đến thần khải rồi lại thần mục ở trang viên Ellen, dùng khoảng thời gian nghỉ một ngày ngắn ngủi này trực tiếp khôi phục lại thẩm phán quan, hoặc là dứt khoát trở lại cảnh giới phán quyết quan rồi mới ra ngoài. Bây giờ xem ra việc này cũng không được thực tế. Giai đoạn tiếp theo, mình sẽ trực tiếp mắc kẹt ở đây. Karen dùng bút máy vẽ ngoáy lên trên bút ký một cái cây đại thụ, trên tàng cây dày đặc những chấm nhỏ. Những cái kia đều là những người đang trèo lên cây. Ngay sau đó, anh lại vẽ một mầm cây nhỏ bên cây cây đại thụ. Kinh nghiệm trèo cây cho dù có phong phú, cũng không cần thiết trong phương diện để cho một mầm cây nhỏ nhanh chóng phát triển cao lên. Vẫn may là trên phương diện chiến đấu, hiện tại dựa vào cảnh giới thần bộc cũng có thể sánh vai với lúc trước khi mình xuống dưới hang động. Karen khép lại bản bút ký, cả người dựa vào sau ghế, nhìn xem bầu trời đêm phía ngoài cửa sổ, cái hướng kia là Julian, cũng là hướng về nhà. Ông nội à, ông vì áp chế cảnh giới mà khổ cực như vậy, nếu như có thể mà nói, hai ông cháu chúng ta có thể đổi cho nhau, ha ha. Karen bật cười, cười một hồi lại cảm thấy có chút cô đơn. Yên lặng quay đầu, sau lưng, không có trông thấy hình ảnh của Dis. Chuyện này chính bản thân Karen cũng rất nghi ngờ, đó là huyết mạch của gia tộc Inmerise đến cùng có bị ô nhiễm thần tính hòa tan hay không. Theo lý thuyết, trong lúc ở dưới hang động, trong không gian linh hồn của mình chỉ còn lại có bức tượng nghiện đói kia mà thôi. Không, còn có cái này. Karen mở tay ra, một cái lông vũ màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Thiên mị vẫn còn, nhưng bây giờ nó cần thời gian ôn dưỡng mới có thể khôi phục. Cho nên, mình là dựa huyết mạch ALTE của bà ngoại mà kích hoạt sức mạnh của thần Vĩnh Hằng, nhờ đó mà còn sống, như vậy huyết mạch của mình hẳn là cũng được giữ lại trên cơ thể mới này, bởi vậy, huyết mạch gia tộc Inmerise theo lý thuyết cũng hẳn là bị giữ lại. Có lẽ là cũng cần ôn dưỡng một khoảng thời gian chăng? Một số thời khắc, Karen không phải muốn dựa vào sức mạnh của hệ thống tín ngưỡng gia tộc, mà là khi hư ảnh của ông nội đứng ở phía sau thì anh sẽ có một loại cảm giác an toàn rất thoải mái dễ chịu. Hít sâu, vừa thở dài ra một hơi, Karen đứng người lên, kéo màn cửa lên. Ai, thật tốt, mặt trời ngày mai vẫn sẽ lên như mọi ngày. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2433, Trật tự thức tỉnh, 2. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Karen trong lúc dùng bữa nhận được một bức thư do Anfet chuyển tới, thư là Neo viết, rất phù hợp phong cách của hắn, rất ngắn gọn. Ý của bức thư đó là nói lời tạm biệt, hắn muốn đi giải sầu một chút. Anfet rất là cảm khái nói, thiếu gia, có lẽ trong thời gian ngắn, chúng ta là không cách nào lại nhìn thấy Neo. Karen lơ đễnh ném bức thư lên trên bàn, vừa nhai miếng bít tết trong miệng vừa nói, người khác nói ra đi giải sầu một chút thì ta sẽ cho rằng hắn muốn ra biển đi xa, nếu là do Neo nói. Ta cảm thấy hắn có thể là sẽ đến sàn giao dịch cổ phiếu trên chợ đen để thử làm lại từ đầu, sau đó lại leo lên sân thượng để hóng gió. Nói xong, Karen uống một ngụm nước chanh, ngươi đi hỏi Leon một chút, Neo có đến mượn phiếu điểm hay không? Vâng, thuộc hạ biết. Công việc bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Bẩm thiếu gia, đã chuẩn bị xong. Vậy hội giao lưu học tập của ngươi thì sao? Buổi sáng đã vừa tổ chức, tiến hành rất thành công. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng rung động với những gì xảy ra trong khán thính phòng hôm qua. Đó là thân tích, quả thật còn có tác dụng hơn thuộc hạ giảng bài trong vòng một năm. Là vì sự thật chiến thắng tất cả ngôn ngữ. Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ. Chuẩn bị một chút đi. Chờ một lúc ta sẽ đi thức tỉnh lão Saman và bá tước Rika. Vâng, thuộc hạ sẽ sắp xếp để mọi người đến xem lễ. Dừng một chút, Anfet nói bổ sung, thuộc hạ cảm thấy điều này rất quan trọng. Bởi vì đây là đang chuẩn bị ban sinh mệnh lần thứ hai trước mặt bọn họ. Karen nhẹ gật đầu, giống như là nghĩ đến việc gì, nói ra, ngươi sẽ giúp ta bố trí một cái trận pháp triệu hồi, sau đó ta muốn liên hệ với LOIA một chút. Vâng, thiếu gia. Dùng xong cơm trưa, Karen chuẩn bị đến khán thính phòng,
VALL ngáp dài nằm trên đầu Connor, bây giờ cô còn đang mệt mỏi rã rời. Karen đưa tay sờ sờ đầu của nó, nói ra, chắt 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 gái của cô bây giờ không buồn ngủ, bây giờ lại đến phiên cô. VALL mở mắt nhìn Karen một chút, không nói chuyện. Ta sẽ dặn dò Alfred, tăng cấp bậc cà phê của cô lên. Hai cái lỗ tai mèo của VALL lúc này dựng lên, cái đuôi cũng bắt đầu lay động. Sau khi xong chuyện thức tỉnh trong khán thính phòng, liên hoan đêm nay, ta tự mình xuống bếp, làm cá. Ha ha mèo. VALL ngẩng đầu, từ trên đầu Connor nhảy tới trên bờ vai Karen, bởi vì cơ thể quá mức suy yếu, không có với tới, tuột xuống. Karen đưa tay, kéo lại cái mông VALL, đặt nó lên trên bả vai. A, à, bé Karen của ta, mèo nhỏ yêu người. VALL duỗi chân ra, ôm mặt Karen, cọ sát. Karen cúi người, để Connor ôm VALL trở về. Đúng rồi, Kevin đâu? Bắt đầu từ hôm qua đã không có nhìn thấy nó. Con chó ngu à? Chắc là dọn nhà. VALL nhắm mắt lại một lần nữa, bắt đầu ngủ gật. Karen đi ra khỏi phòng ngủ, ở cuối hành lang, nhìn thấy ổ chó. Con chó vàng vốn đang nằm ở nơi đó ngủ trưa, nghe được tiếng bước chân, nghiêng người sang, nhìn thấy Karen đứng ở cửa phòng ngủ. Lúc này sợ đến nỗi giật mình, lập tức đứng người lên từ bên trong ổ chó, đầu chó nghiêng về phía trước, chân sau thẳng băng, cái đuôi lúc đầu vẫy lên sau đó lại nhanh chóng hạ thấp xuống. Gâu gâu gâu, ngươi sao thế? Kevin lắc đầu, lộ ra nụ cười thật thà. Karen không tiếp tục trì hoãn, quay người xuống lầu. Kevin lắc lắc người, nằm vào ổ chó một lần nữa, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Từ hôm qua sau khi Karen thành công thanh tẩy thành thần bộc, Ranedan nhớ lại cảm giác hoảng sợ khi bị thần trật tự chi phối. Trong khán thính phòng, răng đèn kết hoa đã không có vẻ trang nghiêm như trước, tràn ngập sự ấm cúng của một bữa tiệc. Một cái bánh gato rất lớn được trưng bày ở khu vực trung tâm, bên cạnh có một chiếc bàn dài, trên bàn có rượu và những món ăn khác. Ở bên ngoài thì có hai cái lều nhỏ, bên trong có để gương, giống như phòng thử đồ của mấy cửa hàng bán quần áo, chỉ có điều là lớn hơn một chút. Trong cái lều vải đầu tiên có treo hai bộ quần áo, một bộ là trang phục của hải tặc, từ đồ bịt mắt cho đến đồng hồ bỏ túi, giày rồi dao găm. Đầy đủ mọi thứ. Một bộ khác thì là lễ phục của gia tộc Ellen, căn cứ theo tước vị của gia tộc Ellen, rất hiển nhiên, đây là chuẩn bị sẵn cho bá tước Rika. Trong cái lều vải còn lại cũng có treo hai bộ quần áo, một bộ là thần bào của Pamine giáo. Một bộ khác thì là quần áo của nhân viên quản lý nghĩa trang, còn có thêm một cây chổi lớn, đây là chuẩn bị cho lão Saman. Nhưng Karen còn để ý đến, dưới mặt bàn để bánh gato, còn có hai bộ thần bào trật tự đã xếp sẵn. Màu sắc chủ đạo của thần bào trật tự vĩnh viễn là màu đen. Căn cứ theo bộ ngành và chức vị khác biệt mà ký hiệu trước ngực cũng khác nhau, mà trên ngực của hai bộ thần bào này có thêu hình át bích. À, lúc này, đám người Ventura vốn đang hoàn thiện việc bố trí hiện trường sau khi Karen đến thì cũng nhao nhao đi tới. Trên người bọn họ tất nhiên cũng mặc thần bào trật tự, nhưng trước ngực đều có thêu hình át bích. Không nói đến những cái khác, quần áo hải tặc của bá tước Rika và thần bào Pamine giáo của lão Saman cũng không phải là việc có thể hoàn thành chuẩn bị trong vòng một ngày. Cho dù là sử dụng trận pháp dịch chuyển để đi mua, cũng sẽ gặp phải vấn đề kích thước không vừa vặn. Bá tước Rika thì thân hình cao lớn, lão Saman dáng người có chút còng xuống, nhưng quần áo chuẩn bị trước cho bọn họ, rõ ràng đã có sự tính toán về kích thước. Điều này có nghĩa Alfred đã sớm chuẩn bị tốt những thứ này, sau khi biết mình có năng lực tiếp tục thức tỉnh, hắn đã yên lặng bắt tay vào chuẩn bị, thậm chí còn sớm hơn. Nhưng chuẩn bị quần áo cũng là việc thứ yếu. Sau khi hoàn thành việc thức tỉnh, chỉ cần lão Saman và bá tước Ricard hiểu chuyện, bọn họ sẽ không lựa chọn quần áo trong lều, mà hẳn là sẽ chủ động thay thần bào trật tự đặt dưới chiếc bàn. Đây là hình thức, nhưng vào lúc này là cần hình thức để thể hiện thái độ. Chương 2434, trật tự thức tỉnh. A. Là lãnh tự, Karen có thể tùy ý, thậm chí là tùy tính, có thể thỏa thích biểu hiện cái gọi là mị lực của nhân cách. Nhưng mà để tạo nên đoàn đội phát triển, không thể rời bỏ loại người như Alfred, nếu không Karen sẽ giống như ngài Loser. Khi còn sống nhìn như vô cùng náo nhiệt và ồn ào, sau khi chết thì trực tiếp trở thành một mớ hỗn loạn. Thiếu gia, ngươi đã làm rất tốt.
đây là những việc mà bổn phận của thuộc hạ phải làm. Ngươi nói xem, lúc trước ông nội lựa chọn để ngươi theo ta đến Win, có nghĩ đến rằng chúng ta sẽ có một ngày này hay không? Nếu như nói Dis là vì thiên vị và có sự kỳ vọng cao vào đứa cháu trai là mình, vậy ông ấy có từng nghĩ đến cái con dị ma radio ở thành phố La Giai kia? Có một ngày vậy mà có thể trở thành người tổ chức thật sự của một thế lực mới nổi lên trong trật tự thần giáo. Alfred trả lời, thiếu gia, lão gia Dis sở dĩ sẽ lựa chọn ta, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ta trung thành với ngài, còn nhớ rõ đêm đó trong bệnh viện. Thiếu gia ngài và PALL bị dị ma mê hoặc tấn công, thuộc hạ đuổi theo tới bệnh viện, đối mặt tới lão gia Dis, thuộc hạ còn mắng lão gia Dis, cho rằng ngài ấy không có bảo vệ thiếu gia ngài tốt. Ngươi còn nhớ rõ việc này như vậy sao? Dù sao đây cũng là một điểm sáng trong cuộc đời của thuộc hạ. Bây giờ lão gia Dis nằm ở nơi đó, tùy tiện cử động một chút đều có thể khiến cho đại tế tự tiền nhiệm bất an và bối rối. Mà mình, thế nhưng là đã từng bất phân thắng bại với lão gia Dis, càng từng trách cứ ông ấy. Alfred còn có chút tâm tư nhỏ của riêng mình, hắn nghĩ về sau phải chăng có thể viết cái đoạn này vào trong truyện ngắn cá nhân của mình. Trong phần chuyên mục giới thiệu mình, cũng vẽ thêm mấy bức tranh tường miêu tả về tình huống khi đó. Nói không chừng mấy nghìn, mấy vạn năm thậm chí là mấy kỷ nguyên sau. Người xem hậu thế và các nhà thần sử học sau khi xem bức tranh tường của mình sẽ tranh luận không ngớt về thực lực cao thấp giữa cả hai. Mọi người chờ ta một chút, ta đi vào nói chuyện với bọn họ một hồi, nói không chừng bọn họ bây giờ còn đang câu cá. Vâng, thiếu gia. Vâng, bộ trưởng. Karen đi đến phía trước hai chiếc quan tài, dưới chân hiện lên một sợi xiềng xích màu đen chui vào một cái quan tài trong đó, hai mắt từ từ nhắm chặt. Không thấy ai trên thuyền cướp biển của bá tước Rika, Karen đi tới chỗ nghĩa trang của lão Saman. Trong nghĩa trang, biến thành một cái hồ nước, từng cái bia mộ đứng ở đó, phía dưới thì là ao nước, bên trong có rất nhiều con cá đang bơi lội, còn có một con cá voi đang mắc cạn ở đó. Hai vị này thật sự là đã chán trường đến mức độ nhất định, vậy mà bắt đầu chơi đến phái trừu tượng. Karen xuất hiện ở trên bậc thang, ở trước người anh, bá tước Rika và lão Saman mỗi người đang cầm một cái cần câu mà câu cá. Hai người lập tức cảm ứng được cái gì, cùng nhau quay đầu. Bá tước Rika lập tức đứng dậy, thiếu gia Karen. Lão Saman thì có chút khom người, ha ha, Karen. Hai người là đang định trở thành nghệ thuật gia ấy à, sau khi rời khỏi đây có thể đi vẽ tranh hoặc là quay phim. Lão Saman giải thích nói, tuần trước ngồi trên thuyền của hắn để câu bia mộ, tuần này thì câu cá trong nghĩa trang. Vất vả các vị, Karen nói ra. Vị phu nhân trong lăng mộ dưới đáy biển kia sở dĩ muốn tiếp tục ở dưới lăng mộ của mình cũng không nguyện ý chuyển đến đây sớm, cũng là bởi vì bà ấy không muốn sống cuộc sống tù túng này. Cái này cũng cho Karen một lời nhắc nhở, về sau không nên tùy tiện thức tỉnh người dự bị, phải biết rằng cho dù là rau cải để quá lâu cũng sẽ bị hư thối. Sớm thức tỉnh nhưng lại không bổ sung năng lượng mà để họ nằm trong quan tài, chỉ là để bọn họ tiếp tục ngồi tù. Thiếu gia Karen, ngài không nên nói như vậy, ngài nói thế sẽ làm ta thấy xấu hổ, những gì ngài dành cho ta. Dành cho gia tộc Ellen đã nhiều lắm, thủy thủ mà không biết nhớ ơn, nhất định sẽ bị biển cả nuốt chừng. Nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt, thật đấy. Lão Saman sắp xếp lại lời nói, tâm sự với hắn ta cũng rất tốt. Hắn đã kể cho ta chuyện xưa của biết bao đời tổ tiên nhà hắn, ta cũng kể cho hắn nghe lịch sử của Pamine giáo. Karen cười hỏi, đều đã kể xong rồi sao? Lão Saman gật gật đầu, cũng đã kể xong từ lâu rồi, hiện tại đang cố gắng chế ra thêm, có thêm một khoảng thời gian để tích lũy, chờ đến sau này ra ngoài. Một người có thể đi trùng tu lịch sử gia tộc, một người thì có thể đi trùng tu giáo sử, dù sao cũng là chế ra, không có gì khác biệt lớn. Có lẽ phải khiến hai người thất vọng rồi, bởi vì có lẽ không còn đủ thời gian để đi chuẩn bị những việc này. Bá tước Rika và lão Saman ngay từ đầu còn không có phản ứng gì, sau đó hai người lập tức liếc nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Karen. Chẳng lẽ? Karen nhẹ gật đầu, nói ra, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong, Karen biến mất khỏi nơi này, ở trong hiện thực anh từ từ mở mắt ra, giơ bàn tay lên. Một sợi xích màu vàng bay ra từ trong lòng bàn tay, ở giữa hóa thành hai sợi, mỗi sợi chui vào một cái quan tài. Tất cả mọi người xung quanh đều vô thức mà đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, chờ đợi chứng kiến khoảnh khắc này. Không có lời mở đầu nào, Karen chỉ nói một câu đơn giản, trật tự, thức tỉnh. Ông,
hai cái nắp quan tài vào lúc này trôi lơ lửng. Karen cảm giác được năng lượng linh tính trong cơ thể mình đang nhanh chóng bị hút ra ngoài theo sợi xích màu vàng mà truyền vào trong hai cái quan tài kia. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2435, Trật tự thức tỉnh, 4. Có điều, mặc dù sâu trong linh hồn hiện tại chỉ là một cái vũng nước nhỏ, nhưng nguồn năng lượng vận chuyển điên cuồng chỉ là để vũng nước nhỏ nổi lên một chút gợn sóng và hơi ít đi một chút. Sau khi truyền vào đến mức độ nhất định, Karen chợt phát hiện đã tới một mức giới hạn. Nếu tiếp tục truyền thêm vào thì coi như mình còn thừa năng lượng thì bọn họ cũng không tiếp tục giữ lại được. Những năng lượng linh tính dư thừa kia đã tràn ra ngoài. Có vẻ là đã đạt đến giới hạn rồi sao? Năng lượng mà mình đưa ra đã không cách nào tạo thành vòng tuần hoàn trong cơ thể bọn họ, càng giống như chỉ đang bổ sung vào. Đương nhiên, đối với người ngoài, thuật thức tỉnh của trật tự thần giáo đã là thần tích, mà Karen hiện tại vốn có năng lực tiếp tục bổ sung năng lượng cho người được thức tỉnh đã là thần tích trong thần tích. Thế nhưng là ở trước đó từng có tiền lệ về 12 kỵ sĩ trật tự, cho nên Karen biết rằng chắc chắn mình có thể làm tốt hơn. Anh không tin tưởng 12 kỵ sĩ trật tự từng đạt đến cấp độ của thần chi nhánh kia đều là con rối được điều khiển bởi sức mạnh của thần trật tự đời trước. Có cái phương pháp gì có thể cải tiến đây? Karen nghĩ đến một cái, nhưng không dám tùy tiện áp dụng, cái đó chính là trật tự hóa, bởi vì anh rất lo lắng, không cẩn thận sẽ nuốt chửng hoặc hòa tan người. Nhưng xem xét trước mắt, muốn giải quyết vấn đề này, trật tự hóa hẳn là phương thức tốt nhất để cho năng lượng mình đưa vào trong cơ thể đối phương hình thành một vòng tuần hoàn kính. Như vậy có thể tăng cường hiệu suất tự chủ của họ lên, mà mình chỉ cần bổ sung thêm sau một khoảng thời gian hoặc là chờ đến khi một vài tình huống đặc biệt cần thiết. Đang lúc Karen vẫn còn đang suy tư phương án tốt hơn, bên trong hai chiếc quan tài, hai người ngồi dậy. Đều là những người đã từng trải qua sóng gió, đương nhiên sau khi ngồi dậy sẽ không tỏ ra kinh ngạc, vui mừng hoặc là hô to, chuyện này là thế nào. Hai người bọn họ yên lặng leo ra khỏi quan tài, đi đến trước mặt Karen. Karen nhìn xem bọn hắn, trước khi bọn họ quỳ xuống, Karen đặt hai tay chéo trước ngực, trầm giọng nói, ca ngợi trật tự. Anh muốn có thêm những người đồng đội, là một đoàn đội tích cực, mà không phải một đám nô lệ. Trong thần thoại tự thuật ánh sáng trật tự, miêu tả về 12 kỵ sĩ trật tự cũng là tùy tùng của thần trật tự, mà không phải nô lệ do thần trật tự nuôi nhốt. Đám người Anfet cũng nhao nhao làm động tác tương tự, đồng thanh nói, ca ngợi trật tự. Động tác của bá tước Rika và lão Saman đều dừng. Lại một chút, hai người lúc trước là dự định quỳ xuống, mặc kệ như thế nào, ban tặng sinh mệnh thứ hai, hơn nữa với thân phận của đối phương. Quỳ một cái, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà với tình huống bây giờ. Dù sao cũng đã từng là vua hải tặc, bá tước Rika lập tức hai tay đặt chéo nhau, lớn tiếng hô to, ca ngợi trật tự. Có lẽ năm đó lúc bá tước Rika hô lên câu ca ngợi thủy tổ, hắn cũng chưa từng hô to và rõ ràng đến thế. Lão Saman lại có chút chậm chạp, ông ta là tín đồ Pamine giáo, lúc này bỗng nhiên chuyển sang trật tự, thật sự là có chút không quen. Nhưng nghĩ lại, lần trước mình vì cái gì mà tự sát ấy nhỉ? Ai, đã đem mạng trả lại thần giáo, hiện tại cái mạng này vẫn là do cái vị trước mắt này cho, còn gì để mà ngại nữa. Với lại giáo tông, thần tử của Pamine giáo mình có lẽ đến lúc trời tối không có ai thì sẽ nhìn vào tấm gương mà ca ngợi trật tự đấy. Lão Saman thở ra một hơi, hai tay giao nhau, ca ngợi trật tự. Karen cười, nói ra, về sau, mọi người là đồng đội. Anfet nói bổ sung, trong số 12 vị kỵ sĩ, đã thức tỉnh hai vị. Các vị, đây là vị trí của thần chi nhánh đấy. Nghe nói như thế, con mắt của bá tước Rika đỏ lên, lập tức dùng nắm đấm đập lên ngực mình ba cái liên tiếp, hô, dâng hiến tất cả trung thành. Lão Saman không làm thô lỗ như thế được, nhưng cảm xúc cũng lên cao, quơ cánh tay của mình, ta cũng giống vậy. Thật ra, không phải chỉ có mỗi Anfet là mưu cầu danh lợi vì những bức tranh tường như thế, ở đây đều là người trong giới giáo hội, trong lòng mỗi người đều có một ước mong chung. Karen mở tay ra, nói ra, tốt. Bắt đầu bữa tiệc đi. Bá tước Rika đi vào trong lều vải, thay một bộ trang phục cướp biển rồi đi ra, sau đó trông thấy lão Saman đang mặc thần bào trật tự. À, Saman, ngươi chó thật đấy.
Sau khi mắng xong, bá tước Rika lập tức cầm thần bảo vào thay. Không khí bữa tiệc vẫn rất náo nhiệt, có Anfet hâm nóng bầu không khí và tất cả mọi người ở đây đều rất phối hợp, ngay cả Philomena, mỗi lần mọi người nâng ly thì cô cũng sẽ nâng ly cùng. Trong bữa tiệc, Karen cùng bá tước Rika và lão Saman trao đổi một chút, chủ yếu vẫn là về vấn đề thời gian. Câu trả lời cũng không quá tệ. Dựa theo chính bọn họ tính ra, nếu như có khả năng giảm xuống mức độ hoạt động, ví như là mấy ông lão 8-90 tuổi, sau khi ăn xong thì ngồi yên trên ghế phơi nắng, bọn họ có thể duy trì trong khoảng thời gian 3 tháng. Nếu sống giống như người bình thường, thường xuyên vận động, có lẽ cũng chỉ có thời gian 1 tháng. Karen hỏi, nếu như đánh một trận thì sao đâu? Chương 2436, Trật tự thức tỉnh, 5. Bá tước Rika nói ra, vậy thì chỉ đủ để đánh một trận. Karen nhìn về phía lão Saman, hỏi, còn về việc nghiên cứu và rèn đúc. Lão Saman nói ra, một tuần lễ, ta tự mình làm việc, nếu có người giúp đỡ còn ta phụ trách chỉ đạo, có thể kéo dài nửa tháng. Karen nhẹ, gật đầu, quả nhiên, trên phương diện thời gian còn có thể nâng cao rất nhiều. Lão Saman và bá tước Rika ngược lại cũng không có chút nào là không hài lòng, bọn họ đơn giản là không cần thiết phải cảm thấy vậy, dù gì đến lúc chết thì Karen sẽ bổ sung năng lượng cho bọn họ. Trên lý luận mà nói, bọn họ là người dựa vào thuốc đặc hiệu để duy trì sự sống, ít nhất là có thể sống lại, hơn nữa còn có thể trải nghiệm cuộc sống không tệ chút nào. Xem như Karen tạm thời có việc không tới được, bọn họ cũng không cần lo lắng, trước hết cứ bỏ vào trong quan tài nằm chờ là được. Bá tước, tạm thời phụ trách an toàn cho trang viên này. Vâng, thiếu gia. Lão Saman, trước hết ông hãy làm quen với hoàn cảnh trận pháp ở nơi này. Sau đó nhìn xem có thể giúp mọi người tu bổ một ít đạo cụ hay không, hoặc là nếu ông có ý nghĩ gì, cũng có thể tiến hành thực tiễn. Đương nhiên, đây là việc mà ta phải làm. Lão Saman lại nói, nhưng mà, ta có một ý tưởng, ngài còn nhớ rõ cái tủ lạnh mà ta tặng cho ngài hay không? Bây giờ còn đang để ở trong nhà ta. Cái tủ lạnh kia có thể cải tạo một chút, kéo dài không gian một chút, bao gồm cả khu vực này. Lão Saman chỉ vào những chiếc quan tài ở bốn phía xung quanh. Thật ra từ lúc ban đầu khi thiết kế những cái quan tài này, ta đã dự đoán đến một bước này, nhưng ta không ngờ tới có thể bắt tay áp dụng sớm đến thế. Ý của ông là biến nơi này thành một cái tủ lạnh khổng lồ. Đúng vậy, ngài trước kia sử dụng nó như thế nào? Có phải dùng để triệu hồi vũ khí hay không? Ừm, lúc trước trong phạm vi thành phố York, ta có thể dùng nó. Karen lấy ra một hạt châu trận pháp, dùng để triệu hồi vũ khí. Vậy thì sau khi cải tạo xong, ngài có thể dùng nó để triệu hồi. Lão Saman cười cười, cố ý dừng lại một chút rồi nói ra đáp án, triệu hồi một cái quan tài. Triệu hoán, quan tài. Đúng vậy, không chỉ có một cái, có thể cùng triệu hồi mấy cái. Đương nhiên, tình huống cụ thể vẫn là phải xem ngài cần ai đến giúp đỡ. Đến lúc đó, quan tài có thể trực tiếp được dịch chuyển đến, xuất hiện ở trước mặt ngài, người ở bên trong cũng có thể để cho ngài phân công làm việc. Trong phạm vi đại khu, nếu như ta có người trợ giúp, ta biết cái tủ lạnh kia đã được người khác cải tạo, ngài có nói với ta, nếu như vị đại sư kia còn ở đó, chúng ta cùng nhau liên thủ tốn một chút thời gian, có thể mở rộng phạm vi dịch chuyển ra toàn bộ khu vực Win. Thật ra độ khó lớn nhất trong việc dịch chuyển đó là bảo vệ tính mạng của người được dịch chuyển, chủ yếu là linh hồn, bởi vì dịch chuyển quá nhanh qua không gian, linh hồn sẽ dễ bị phá hủy nhất. Mà chúng ta, và những người sau này sẽ nằm trong quan tài, đều là người được ngài thức tỉnh sau khi chết đi, dịch chuyển chúng ta cũng không có gì khác biệt với dịch chuyển vũ khí của ngài, bởi vì chúng ta không có linh hồn. Vị đại sư kia vẫn còn ở đây, nó sẽ phối hợp công việc của ông. Cụ thể thì để Anfet đi phụ trách an bài, ông hãy bàn bạc với hắn. Tốt, dịch chuyển quan tài trong phạm vi Win. Karen uống một ngụm rượu, nếu thật sự làm được việc này, chẳng phải là nói sau này ở trong phạm vi Win, bên người mình lúc nào cũng sẽ có 12 trợ thủ sao. Mặc dù bây giờ tính cả dự bị thì số người nằm vào quan tài cũng chỉ có 4, còn có 8 chỗ trống, nhưng về sau, chắc chắn là cần lấp đầy. Bữa tiệc kết thúc, Karen quay trở về phòng đọc sách, rất nhanh đã nhận được một cuộc điện thoại, bên đầu dây điện thoại kia là Bơn. Karen, vết thương của ngươi đã khôi phục thế nào rồi? Ta biết dạo gần đây ngươi đang áp dụng phương pháp trị liệu đặc biệt,
hiệu quả vô cùng tốt, vô cùng tốt. Tất hiển nhiên là với một lão thủ lĩnh đặc vụ như Bơn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Đúng vậy, vô cùng tốt. Karen không ngại để Bơn cảm thấy kỳ lạ, có đôi khi cố ý đề phòng còn không bằng hào phóng một chút. Như vậy, thì ngươi chắc chắn muốn tham gia đoàn điều tra sao? Đúng vậy, đã đến ngày rồi sao? Thật ra là đi từng nhóm, nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai và nhóm thứ ba đã đến, nhóm thứ tư cũng chính là một nhóm cuối cùng, cuối tuần này, cần phải đến đại khu Dinger để tập hợp trước. Ngươi có thể đến chỗ tập hợp sớm, ta nhớ là ngươi còn phải đến đại học giáo hội để đi học, trước tiên có thể đi học một hôm, điền giấy gia nhập vào cái câu lạc bộ kia. Ta hiểu rồi. Tình huống bên kia đang rất không tốt, Hoang Mạc đã khinh thường sự thẩm thấu của chủ nghĩa giáo điều nguyên thủy của sa mạc đối với thế lực nội bộ, ngay từ đầu nội chiến có vẻ rất thuận lợi. Nhưng bây giờ, đã cảm giác sắp bị lật ngược bàn lại, cho nên, kẻ thù trong nội bộ vĩnh viễn là kẻ thù khó đối phó nhất, chúng ta cần phải rút kinh nghiệm, duy trì sự cảnh giác vào bất cứ lúc nào. Ngài nói đúng, đến đại khu Dinger gặp ta, ta muốn xác nhận một chút về tình trạng cơ thể của ngươi, đừng suy nghĩ nhiều. Ta không sợ ngài suy nghĩ nhiều. Một bộ trưởng có can đảm dẫn đội đi vào hang động ô nhiễm, ta cần suy nghĩ nhiều làm gì đâu, ha ha. Bơn đổi chủ đề, ngược lại là vị kia, bây giờ cảm thấy có chút chướng mắt rồi, nhưng cô ta là vợ của thần tử, chúng ta không thể làm cô ta quá khó xử. Hiển nhiên, Bơn và Anfet suy nghĩ giống nhau. Sau khi loại bỏ chướng ngại vật, tiếp theo nên nghĩ cách làm sao để trèo lên trên. Chuyện này, xin ngài cứ giao cho ta. Không có vấn đề, có gì cần hỗ trợ, đến lúc đó cứ nói thẳng. Xin ngài yên tâm, ta sẽ không khách sáo với ngài. Ha ha. Cúp điện thoại, Karen đứng người lên, đi ra khỏi phòng, vừa lúc trông thấy lão Anderson đứng trước mặt bá tước Rika, giống như là một đứa bé đang bị trưởng bối dạy dỗ. Lần trước không có thời gian, lần này bá tước Rika phải giáo dục tộc trưởng cho thật tốt. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết, Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2437, Trật tự thức tỉnh, 6. Sau khi trông thấy Karen đi tới, bá tước Rika lập tức hành lễ, lão Anderson cũng hành lễ theo tổ tiên. Cả hai cứ tiếp tục. Karen khoát tay áo, đi về phía phòng ngủ, trong hành lang, trông thấy lão Saman đang vác Kevin trên vai, hẳn là muốn đi xuống dưới. Tại sao lại vác nó thế? Karen hỏi. Lão Saman thành thật trả lời, ta cảm thấy nếu dắt nó đi thì có hơi bất kính. Kevin rất là uất ức mà nức nở, biểu thị với Karen không phải do nó cố ý lên mặt. Vậy cả hai đi làm việc đi, nó chắc hẳn là có thể giúp đỡ rất nhiều. Không, là ta có thể học được rất nhiều từ nó. Lão Saman hít sâu một hơi, trời ạ, ta chưa hề nghĩ tới ở cái tuổi cao như này lại có được cơ hội học tập quý giá như thế, mà lại là học tập từ vị này, hãy tận hưởng cho tốt. Đúng vậy, đương nhiên. Lão Saman tiếp tục khiêng Kevin đi xuống, Kevin cũng là thở phào một cái, trong khoảng thời gian này nó quyết định sẽ cùng với lão Saman bận rộn làm việc trong phòng. Vừa lúc có thể tạm thời rời xa Karen, nếu không mỗi ngày đều phải sống trong sự sợ hãi, nó lo rằng cái cơ thể chó này sẽ lão hóa sớm. Karen đi vào phòng ngủ, Pall còn đang ngủ, Connor thì ngồi trước bàn trà, chuyên chú uống thuốc. Thấy Karen tiến đến, cô bé chủ động đem thuốc đưa đến cho Karen, nói, ngươi cũng ăn đi. Karen đáp lời, điều kiện gia đình không tốt, chỉ có thể cung cấp đủ cho ngươi ăn, ngươi phải biết quý trọng. Connor chớp chớp mắt, cảm thấy có chút không đúng nhưng đồng thời lại rất là cảm động. Anfet dựa theo lời dặn dò trước đó của mình, đã bố trí ở chỗ này một trận pháp triệu hồi. Karen lấy đồng xu Varax ra rồi nắm trong lòng bàn tay, đeo chiếc mặt nạ màu bạc lên, khởi động trận pháp, bắt đầu kêu gọi Loia. Rất nhanh, Loia đáp lại. Trong một không gian đen kịt một màu, Karen trông thấy cả người Loia mặc một bộ Lolita màu tím lanh lợi đang đi về phía mình, trong tay còn cầm một quyển trục. Anh Karen, chị ấy hôm qua đã đến giúp anh phải không? Đúng vậy, cô ta đã giúp ta một chuyện rất lớn. Chị ấy còn tự xóa đi ký ức của mình hôm qua đấy. Xin anh Karen yên tâm, chị ấy tuyệt đối đáng tin. Với lại có vẻ chị ấy đối với anh cũng có một loại hảo cảm vô hình. Có lẽ đối tượng mà cô ta có hảo cảm cũng không phải là ta.
Đúng rồi anh Karen, anh không triệu hồi em thì em cũng sẽ tìm anh đấy, bởi vì em có một việc phải nói cho anh biết, là một chuyện tốt. Loia, ta cũng có một việc phải nói cho cô, có lẽ nó sẽ có chút bi thương. Lần trước anh Karen bảo em mời mọi người hỗ trợ sửa chữa phương án giải phẫu liên quan đến khế ước cộng sinh, sau khi trải qua quá trình nghiên cứu của cả đám khí linh, cuối cùng cũng đã sửa chữa xong rồi. Bây giờ phương án này là đã dựa theo tình trạng cơ thể của anh Karen mà thiết kế riêng, trên cơ sở bảo đảm xác suất thành công. Cũng có thể cam đoan rằng cơ thể của anh Karen sẽ an toàn. Loia, thật sự là vất vả cho cô. Cũng xin cô thay ta cảm ơn những khí linh đã hỗ trợ giúp đỡ chuyện này. Tất cả mọi người đã vất vả, nói cho bọn chúng biết, ta sẽ nhớ kỹ ân tình của bọn nó. Ha ha, về chuyện này anh Karen cứ yên tâm, em lo được. Hiện tại, em sắp trở thành người dẫn đầu của cái tổ vượt ngục kia, ha ha. Vậy sao, Loia của chúng ta thật lợi hại. Đó là chuyện đương nhiên. À, đúng rồi anh Karen, chuyện không tốt mà anh muốn nói với em là gì, nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, chỉ có điều là có lẽ phải thiết kế phương án lại một lần nữa, bởi vì ta vừa đổi một cơ thể mới. Loia nghe vậy thì không biết nói gì. Không gian phong ấn, Loia xuất hiện, đứng ở vị trí cao nhất. Phía dưới, một đám khí linh lập tức hỏi, thế nào, vị vĩ đại kia có hài lòng với phương án của chúng ta hay không? Chắc chắn là phải hài lòng rồi, phương án kia của chúng ta tuyệt đối là phương án hoàn mỹ nhất. Đúng vậy, ta rất có lòng tin với thành quả của chúng ta, đây chính là sự kết tinh từ trí tuệ tập thể của mọi người ở đây. Ta nghĩ chúng ta sẽ lập tức được vị vĩ đại kia tán thưởng thôi. Đúng vậy, mọi người chờ nói chuyện nữa, chờ Loia truyền đạt lại ý của vị vĩ đại kia đi, ha ha, ta đã có chút không kịp chờ rồi. Loia mở miệng nói, phương án, phải thiết kế lại. Cái gì? Vì cái gì? Chỗ nào có vấn đề chứ? Phương án của chúng ta tuyệt đối là thích hợp với trạng thái cơ thể của vị vĩ đại kia nhất. Đúng vậy, không sai, mỗi một bước chúng ta đều nhằm vào tình huống hiện thật mà quy hoạch một cách cặn kẽ nhất. Cho dù là các đại học giả và nghiên cứu viên chuyên môn trong cao tầng của Trật, bọn họ đoán chừng đều không có làm tốt bằng chúng ta có được trí tuệ càng xa xưa hơn bọn họ. Hai tay Loia chống nạnh, thở phì phò hô lên, đều do đám heo ngu ngốc các ngươi làm việc quá chậm rồi. Các ngươi còn ở nơi này đắc ý cái gì, các ngươi hẳn phải tỉnh táo lại. Bởi vì, tốc độ nghiên cứu phương án của các ngươi thậm chí không đuổi kịp tốc độ tăng trưởng cấp bậc sinh mệnh của vị vĩ đại kia. Chương 2438, bạn tốt, 1. Phế vật, phế vật, phế vật. Bá tước Rika nằm trong bồn tắm lớn, tay chỉ vào mặt lão Anderson đang đứng, lớn tiếng lên án mạnh mẽ. Lão Anderson cúi đầu, thắt tay, còng lưng, mặc cho nước bọt và nước tắm thỉnh thoảng bay vào mặt, lau cũng không dám lau. Người ta đều nói, đến lúc lớn tuổi có thể còn có trưởng bối để mắng mình, đó là một niềm hạnh phúc. Lão Anderson cảm thấy hạnh phúc của mình hơi nhiều, muốn tràn ra ngoài rồi. Lúc trước vị tổ tiên mèo đen kia tính tình cũng chỉ hơi kỳ lạ một chút, nhưng khi hầu hạ cung phụng tốt, thì về sau cũng lười tốn nước miếng với mấy đứa con cháu vô dụng này. Lão Anderson cảm thấy, nguyên nhân có lẽ cũng là bởi vì tổ tiên mèo đen chưa từng làm tộc trưởng. Nhưng vị trước mắt này đã từng là tộc trưởng nổi bật trong lịch sử của gia tộc, nhân vật phong vân. Sáng lập ra trang sử cướp biển vẻ vang của gia tộc, quan niệm gia tộc của ông ấy càng mạnh hơn so với tổ tiên mèo đen. Khoảng cách với lần trước ta thức tỉnh cũng gần một năm rồi đi, lúc đầu ta nghĩ rằng là chờ đến lần này tỉnh dậy. Không nói đến việc trông thấy một căn phòng đầy trẻ con chạy quanh, cái này có lẽ không kịp, nhưng ít ra có thể trông thấy cả một phòng đầy phụ nữ mang thai đi chứ. Kết quả đây, kết quả đây, kết quả thì sao đây? Anderson à! Ngươi thật sự là một tên phế vật, một người cũng đều không có. Bộp, bàn tay vỗ xuống, nước tắm tóe lên, xối ướt cả người lão Anderson. Phía sau, Julia đang cầm một cái bàn chải lớn mà kỳ lưng cho bá tước Rika, lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Julia là tạp chủng trong vương thất Win, may mắn thế nào, đã thức tỉnh huyết mạch của bá tước Rika, càng được bá tước Rika chứng nhận trong lần đầu tiên thức tỉnh. Hiện tại, cha của cô ta sống lại, Julia đương nhiên rất vui vẻ. Mặc dù cha của cô ta vô cùng kính sợ Karen,
nhưng Judia hiện tại đã không còn dám có lòng phản nghịch gì với Karen. Quốc vương Win lúc đối mặt Karen đều chỉ có thể đứng ở bên cạnh kéo đàn violon góp vui, càng đừng đề cập đến tạp chủng như cô. Cô sở dĩ bị gọi qua phục thị bá tước tắm rửa, cũng là bởi vì bá tước Rika nghe nói bên người Karen chỉ có một hầu gái phụ trách nấu cơm. Hắn không dám vượt hơn Karen trên mặt cấp bậc sinh hoạt, cho dù buổi sáng thì Karen đã rời khỏi trang viên Ellen quay về thành phố York, hắn cũng không dám. Theo lý thuyết, đã từng là vua hải tặc nổi danh, càng xem nữ vương Gwyn như kỹ nữ cao cấp, cuộc sống riêng tư của hắn. Có thể nói là rằng muốn thối nát bao nhiêu thì thối nát bấy nhiêu, xem như bây giờ gọi 10 hầu gái đến tắm rửa cho mình, tắm rửa đồng thời không mặc gì và không đóng cửa phòng tắm. Vậy là đã xem như rất có kiềm chế và cực kỳ hàm súc rồi, nhưng bây giờ, lúc tắm rửa hắn đều chỉ có thể gọi hậu đại của mình đến hiếu thảo. Ta thấy có vẻ là ngươi không biết truyền thừa gia tộc quan trọng bao nhiêu, ta thấy ngươi là hoàn toàn không hiểu rõ trách nhiệm của người tộc trưởng như mình là cái gì. Lão Anderson tiếp tục cúi đầu tiếp nhận phê bình, đếm số giọt nước đang nhỏ xuống từ dưới cằm của mình. Ha ha, ta không biết ông ở chỗ này nổi điên làm cái gì, là do nín ở trong quan tài lâu quá nên nhiều áp lực sao, mèo. Trên xà nhà, VALL dẫm từng bước chân mèo ưu nhã đi ra, nhìn cái bồn tắm lớn từ phía trên xuống. Bối phận của bá tước Rika lớn hơn PALL, nhưng ở chỗ PALL thì bối phận không có tác dụng gì, đã từng là thiên tài số một của gia tộc. Ngay cả thủy tổ Ellen, cô đều thấy khinh thường, cảm thấy thủy tổ năm xưa không đủ chăm chỉ và cố gắng, kéo bước chân của mình. Quan trọng nhất đó chính là, 7. Giờ bối phận gia tộc cũng không quan trọng, quan hệ xa gần cùng Karen mới là tiêu chuẩn cần thiết để cân nhắc địa vị. Ở phương diện này, ngay cả yêu tinh radio cũng không dám nói hơn được mình, dù gì thì yêu tinh radio cũng không có khả năng ngủ chung một cái giường với Karen. Bá tước Rika ngẩng đầu, trừng mắt liếc PALL phía trên, hỏi, nó không hiểu chuyện, ngay cả ngươi cũng không biết thúc giục à. Đứng trên lập trường gia tộc, việc để càng nhiều họ phụ nữ họ Ellen mang thai con của Karen, đây là việc vô cùng quan trọng. Bất kể là nhìn trên phương diện địa vị gia tộc hay là sự phát triển của gia tộc, đây đều là phương thức hữu hiệu nhất. PALL cười lạnh một tiếng, mắng rốt cuộc là cái tên ngu xuẩn nào trước đây tiện tay kích hoạt huyết mạch cho Eunice, để vị hôn thê của Karen chuyện gì cũng không thể làm mà ngủ mê mang hơn nửa năm đấy. Lúc này bá tước Rika nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, bờ môi cong lên, thiếu chút nữa đã muốn hát ra một điệu dân gian của cướp biển. Không có cái hành vi đầu óc bị uống nước của ông khi đó thì nói không chừng hiện tại Eunice đã mang thai, bây giờ ông còn không thấy ngại mà ở đây mắng Anderson, ông thật là rất có mặt mũi nhỉ. Bá tước Rika từ xưa đến nay cũng chưa từng bị chỉ mặt mà của trách như vậy, xem như lúc đối mặt với Karen thì hắn cực kỳ cung kính thậm chí hèn mọn, nhưng Karen cũng luôn luôn đối đãi rất có lễ. PALL, Ellen, ngươi nói chuyện với trưởng bối của mình như thế đấy à? PALL tiếp tục mắng, nào tới đây, tính xem ai sống lâu hơn ai, thời gian ta sống không chỉ gấp đôi ông đâu. Bá tước Rika nghe vậy thì cũng cạn lời. Bé Anderson. Có, thưa tổ tiên, ngươi ra ngoài đi, nơi này không còn việc của ngươi. Vâng, tổ tiên. Lão Anderson nghe theo lời dặn dò của PALL, lui ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa, ông ấy mới dùng tay xoa xoa mặt mình, gãi gãi tóc còn ướt, sau đó lúc đi ra ngoài, còn kìm lòng không đặng mà nhảy một cái, kém chút làm cây gậy chống bị gãy. Các bạn đang nghe truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2439, bạn tốt 2. Sau đó, Anderson nở nụ cười, sau khi bị tổ tiên mắng, ông ta cảm thấy mình lập tức trẻ hơn rất nhiều. Ông về sau đừng có ra vẻ tổ tiên gì trước mặt Anderson nữa, nó làm đã rất tốt rồi, ta đang nói chuyện đứng đắn. Ông nghĩ Karen là cái loại người giống như ông à, ngủ với đủ loại phụ nữ gieo giống khắp nơi sao? Rika, Karen nhà chúng ta không có cấp thấp như ông tưởng tượng. Ta không dám tưởng tượng ngài ấy cấp thấp như thế, nhưng ngài ấy là đàn ông, là một người đàn ông bình thường mà. Ông cân nhắc lại cái câu nói này của mình đi. Phốc, chẳng lẽ không phải là một người đàn ông bình thường? Judia cầm cái bàn chải trong tay chen vào nói một câu,
muốn làm cho bầu không khí sinh động hơn. Bốp, Julia bị bá tước Rika quất bay ra ngoài, cả người đập vào trên vách tường, từ từ trượt xuống, máu tươi chảy ròng, nhưng không chết. Còn dám bất kính với Karen, thì ngươi đi chết cho ta, bây giờ, cút ra ngoài cho ta. Vâng, tổ tiên. Julia kéo lấy cơ thể trọng thương, bò lên ra ngoài, để lại một vệt đỏ tươi trên sàn nhà. Bá tước Rika nhìn về phía Pall một lần nữa, nói, ngài ấy là thần. Đúng vậy, cho nên, ông cảm thấy nhà Ellen chúng ta rốt cuộc có tư cách gì mà khiến thần để lại nhiều huyết mạch như vậy, ông không suy nghĩ rằng chúng ta có xứng sao. Rika bá tước không nói gì, ông hẳn phải cảm thấy may mắn rằng bây giờ Karen là tán đồng với hôn ước với chát gái của chúng ta. Bá tước Rika nói bổ sung, nó là con cháu trực hệ của ta. Ngài bá tước từng đảm nhiệm chức tộc trưởng, giữa đường cũng không có bị đứt đoạn, cho nên các tộc trưởng đời tiếp theo đều thuộc về trực hệ của hắn. Pall không làm tộc trưởng, càng không để lại dòng dõi, cho nên chỉ có thể gọi là chát gái. Bá tước Rika lại vỗ tay một cái, nhìn xem Pall, nói, ngươi cũng là mạch chính, cho nên, ngươi cũng là trực hệ của ta. Cho nên, bây giờ chúng ta là đang thảo luận về gia phả sao? Được rồi, ngươi nói tiếp. Có nhiều thứ, không phải của ông, cũng không cần hy vọng xa vời quá nhiều. Karen nhà chúng ta không có xem ông là nô lệ là bởi vì tiêu chuẩn đạo đức của cậu ấy cao, thế nhưng mà ông, tuyệt đối đừng đứng sai vị trí của mình. Ông chưa từng nhìn thấy, xem như một vị thần, đứng trước mặt chủ thần, địa vị hèn mọn đến nỗi còn không bằng một con chó, cho nên, Rika, ông nghĩ ông là cái gì? Nghe nói như thế, Rika không những không tức giận, ngược lại nở nụ cười, ha ha ha, ta hiểu ý của ngươi, nhưng ngươi yên tâm. Ta sẽ không điên gì mà phạm mấy sai lần này, thủy thủ càng vững tay, càng hiểu được cách phục tùng phối hợp sóng biển. Có vài vị trí, không phải chiếm được thì sẽ vĩnh viễn thuộc về ông, ta là không biết di thể của thủy tổ Ellen trong gia tộc được bảo quản như thế nào. Nếu như năm xưa việc chống phân hủy được tiến hành tốt, bảo quan không tệ. Trực tiếp đào thủy tổ lên rồi để ông đi vào trong góc mà hóng gió thôi. Ha ha, ông có tư cách đoạt vị trí với thủy tổ sao? Ta vừa nói rằng, ta sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Ngươi không thể nào hiểu được địa vị của Karen trong lòng ta. Người đưa cho ngươi sinh mệnh thứ hai, đó là ân đức giống như cha mẹ. Rất xin lỗi, ta không cần phải đi tìm hiểu về kiểu tâm lý này. Tóm lại, ông yên tâm làm tốt công việc của mình đi. Trong cuộc sống, lúc nên khiêm tốn thì cố gắng khiêm tốn một chút, giữ chút quy tắc. Karen nhà chúng ta thế nhưng là có bệnh thích đạo đức sạch sẽ đấy. Về phần hôn lễ chính thức, nhanh thôi, thời gian cũng khoảng một năm nữa, bởi vì Karen hiện tại có chuyện quan trọng cần làm, tạm thời không có cách nào bận tâm đến chuyện khác. Chờ sau khi thành hôn chính thức, ông hẳn là sẽ có cơ hội ôm cháu trực hệ. À, không, đúng, cháu họ Imerais không tính là trực hệ của ông. Vua hải tặc mở tay ra, nhún vai, nói, không quan trọng, ta có thể sửa họ theo Karen. Pall liếc mắt nhìn hắn, quay người dự định rời đi, để lại câu nói tiếp theo, tóm lại, ông cứ từ từ chờ, xem Unis của chúng ta cố gắng. Bá tước Rika nắm chặt nắm đấm, làm ra động tác cổ vũ, hô lên với Pall ở phía trên xà nhà, ngươi cũng phải cố lên đấy. Pall dừng bước lại quay đầu lại, mắt mèo tức giận mà trừng Rika phía dưới. Rika trừng mắt nhìn, không có chút gánh nặng trong lòng nào mà tiếp tục hô, phải cố gắng lên nha, mèo. Pall câm nín. Cho nên, dựa theo mạch suy nghĩ đến, hẳn là từ chỗ này, đến đây, trở lại nơi này, ý nghĩ này có thể thực hiện sao? Vậy thì xuất phát từ chỗ này, rồi đến đây, lại rẽ vào đây, sẽ có mâu thuẫn sao? Vậy như thế này thì sao? Ngươi nhìn xem, ta vẽ cho ngươi xem, cái này, lại đến cái này, có được không? Bên trong phòng làm việc, lão Saman cầm bút, đối mặt với một sấp bản vẽ thiết kế thật dày mà tiến hành phân tích và hỏi thăm, ở trên cái ghế cao bên cạnh, Kevin đeo cái kính gọng vàng đang ngồi ở đó. Lão Saman xuất thân từ Pamine giáo, là người trong nghề về phương diện kỹ thuật rèn đúc không gian, trình độ của ông ta là không thể nghi ngờ. Cho nên mặc dù nghe không hiểu tiếng chó, Kevin cũng sẽ không phá lệ mà nói tiếng người với ông ta, nhưng vẫn có thể thông qua phản ứng của Kevin mà có rất nhiều thu hoạch. Ông ta có năng lực thực tiễn, ngài chó này có kiến thức cao hơn, cũng xem như là đã phối hợp ăn ý. Ồ, cứ như vậy,
Vậy thì chọn phương án này đi, ổn định nhất. Kevin gật đầu. Chương 2440, bạn tốt, à. Lão Saman cầm lấy khăn mặt trên bàn, dự định lau mồ hôi cho Kevin trước. Kevin né tránh, ra hiệu không thích. Ha ha. Lão Saman tự lau mồ hôi cho mình, sau đó ở trong lòng cảm khái một tiếng, mình đời trước, sống còn không bằng một con chó. Lập tức, ông ấy khẽ nhíu mày, mình rốt cuộc lại đang suy nghĩ gì đấy. Mình đời trước, tư cách để so sánh với chó cũng không có. Kevin nằm ở trên ghế, bắt đầu nghỉ ngơi. Karen đã rời khỏi trang viên, bởi vì hành trình tiếp đó của Karen rất dày đặc, phải đi ra ngoài. Cho nên lần này PALL và mình đều không trở về cùng, mà là ở lại hỗ trợ quản lý sự vụ trong trang viên. Mình cuối cùng có thể tạm thời thoát khỏi bóng ma tâm lý. Lão Saman yên lặng lấy ra cái tẩu, nhét thuốc vào, sau khi làm một hơi, nhìn xem con chó vàng đang nằm, cười nói, thật ra, lúc đầu ta ở trước mặt Karen cũng cực kiêu ngạo đấy. Karen lúc trước còn phải đến nghĩa trang để nấu cơm cho mình. Kevin ngoẹo cái đầu chó một chút, nhìn lão Saman. Nhưng cái này cũng không hề ảnh đến việc lần này ta sửa lại tín ngưỡng, lật đổ toàn bộ quá khứ. Không ai có thể hoài nghi sự trung thành trước kia của lão Saman đối với Pamine giáo, nếu như không phải tín ngưỡng kiên định thì ông ấy cũng sẽ không lựa chọn đi tự sát. Lão Saman nhẹ nhàng gõ gõ cái tẩu, nói, cuộc đời mới nếu có thể buông xuống thì buông xuống, có lẽ những người mà ngươi đối mặt cũng không mới, nhưng thứ mà ngươi có là một bản thân mới. Kevin nghe nói như thế, nâng chân chó sờ lên cái đầu chọc của mình, sau đó duỗi chân ra về phía lão Saman. Lão Saman lập tức buông cái tẩu ra, hai tay xoa xoa lên quần áo ở trên người, sau đó nắm chặt chân của Kevin mà nhẹ nhàng lung lay lên xuống. Gâu, ngài quá khen, ngài quá khen. Thiếu gia, trong số những lựa chọn cho chức vị phó bộ trưởng bộ hậu cần, có một vị là do Gaspon đề cử. Trên đường về thành phố York, Alfred vừa lái xe vừa nói. Có xung đột với người mà chúng ta sắp xếp phải không? Đúng vậy, thuộc hạ dự định triệt hạ người do chúng ta sắp xếp, tạm thời không xung đột cùng với cô ta. Dù gì thì thiếu gia mình còn có một kế hoạch đang muốn triển khai. Karen lắc đầu, nói, không rút lui, toàn lực đẩy người mà chúng ta sắp xếp lên đi. Hai ngày nữa ngươi thay ta tham gia hội nghị hội đồng bộ trưởng, thông báo trước một chút, đánh rớt người của cô ta trong hội nghị. Thiếu gia, chúng ta cần làm như thế này sao? Không cần thiết nhượng bộ. Vâng, thiếu gia, ta đã hiểu. Đúng rồi, thiếu gia, lần này hành trình mà ngài sắp xếp là đến đại khu Dinger để đi học 2 ngày. Sau đó vào ngày thứ 3 tiến về đoàn điều tra để tập hợp, sau đó xuất phát đi hoang mạc thần giáo. Lấy chức vị của ngài, lúc nhập học bên người có thể mang theo một quan hầu, bên trong đoàn điều tra, ngài có thể dẫn theo một quan hầu và một trợ lý. Mang Richard và Philomena đi. Richard là người phụ trách văn phòng tình báo của Karen, Philomena thì là có thể làm bảo vệ. Lúc này, Connor ngồi bên cạnh Karen ngẩng đầu hỏi, vậy ta thì sao? Ngươi đương nhiên sẽ đi cùng ta, không có ngươi ở bên người, ta không có lòng tin với an toàn của mình. Connor hỏi, thế nhưng mà, không phải nói nhiều nhất chỉ có thể dẫn theo hai người sao? Ngươi không tính là người. Đúng rồi, tắm rửa nhiều quá, ta thiếu chút nữa là quên mất. Xe limousine lái vào tổng bộ. Karen xuống xe, hôm nay, trên người anh không có quấn băng vải, cũng không có mang mặt nạ, mà là dùng gương mặt bình thường mà đi vào tòa nhà. Lần này trên danh nghĩa mượn dùng thần khí là để trị liệu bản thân, hiện tại, có thể nói cho mọi người hiệu quả trị liệu tốt đến giường nào. Từ chỗ bãi đỗ xe, có thần quan nhìn thấy Karen, lập tức dừng bước lại hướng mặt nhìn về phía này mà hành lễ. Karen gật đầu ra hiệu với bọn họ. Sau khi đi vào tòa nhà, cất bước ở bên trong đại sảnh, đám thần quan nhao nhao hành lễ, tất cả thần quan vốn đang ở trong phòng làm việc cũng lập tức đi ra, đứng ở hành lang mà hành lễ. Karen nắm tay của Connor, đi đến cầu thang, nhận được sự ân cần thăm hỏi của cả tầng lầu. Trước đó, thật ra Karen đã hoàn thành việc chỉnh hợp đòn roi kỷ luật của đại khu, bất kể là sức ảnh hưởng cá nhân hay vẫn là cơ cấu quyền lực thực tế, đều làm được cực hạn, địa động hành trình, xem như đối đầu thuật tiến hành một trận thăng hoa. Anh hùng, Karen làm, quan lại, Karen cũng làm. Đây cũng là lực lượng để Karen có thể trực tiếp bác bỏ người mà trưởng khu đề cử, bởi vì anh quả thật có thực lực này. Rất nhanh,
Thư ký của trưởng khu chủ động đi tới, Karen bộ trưởng, nghe nói ngài trở về, trưởng khu đang ở trong văn phòng chờ ngài. Được rồi, Karen đi tới văn phòng trưởng khu, Gaspon đang tự mình pha trà, trông thấy Karen cứ như vậy mà bước vào. Cô ta giang hai cánh tay, chủ động đi về phía Karen, à, ta thật không nghĩ tới, cậu có thể khôi phục được tốt như vậy. Karen cũng giang hai cánh tay ôm một cái ôm lễ phép với trưởng khu, cất giọng nói, ca ngợi trật tự. Ngồi. Được rồi. Xem ra bây giờ cậu hẳn là đã có thể quay lại làm việc. Đúng vậy, nhưng mà sau đó ta phải rời nhà, phải đến Đại học Giáo hội để học chính thức 2 ngày. Đêm mai ta sẽ đi Đại khu Dinger, đến lúc đó ta sẽ giúp cậu hẹn mọi người ra gặp mặt ăn cơm, cậu thấy thế nào? Các bạn vừa nghe xong tập 244 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.